Quý vị khán giả thân mến, Andy và chú Đức vừa gửi đến quý vị những hình ảnh về buổi thánh lễ mừng Chúa Kitô Con Thiên Chúa Giáng Sinh tại nhà thờ Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, Texas. Và kính thưa quý vị, Andy hy vọng trong năm mới năm 2015, người người nhà nhà sẽ sống trong bình an và hạnh phúc, và hòa bình sẽ đến với nhân loại trong hồng ân của Thiên Chúa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn TV trong những năm qua, và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau của Đài Sài Gòn Television trong năm 2015. Xin ân ái chào tạm biệt quý vị.